Là đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thị sát tại cửa khẩu quốc tế Thành Thủy. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xét tặng các danh hiệu thi đua. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các đối tượng là người khuyết tật. Các lực lượng chức năng tăng cường xử lý các xe ô tô quá khổ quá tải. Tiếp đó là bài viết Hà Giang chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với người khuyết tật. Cuối chương trình là chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 16. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình, trước hết là bản tin thời sự. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình giám sát tại tỉnh Hà Giang sáng ngày 17 tháng 4, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Nguyễn Kim Khoa, ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, cùng đi với đoàn có chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông chỉ tính riêng trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015, tổng nguồn vốn nhà nước đã đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy là trên 162 tỷ đồng. Nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp cá nhân đóng góp vào xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu kinh tế là gần 60 tỷ đồng. Nhờ đó cho đến nay, sau hơn 20 năm đi vào hoạt động, cơ sở hạ tầng, bộ máy quản lý trong khu kinh tế cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển đã có 32 đơn vị doanh nghiệp được tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng nguồn vốn đăng ký đạt trên 333 tỷ đồng. Trong đó, vốn đã thực hiện đạt 199 tỷ đồng. Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2010-2015 qua cửa khẩu đạt 1.153 triệu đô la Mỹ, đóng góp cho ngân sách nhà nước 1.600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác ổn định dân cư, đảm bảo an ninh biên giới luôn được quan tâm, đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước tăng cường trao đổi, thông thương hàng hóa. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy hiện nay cũng gặp phải nhiều khó khăn vướng mắc như nguồn vốn đầu tư của Trung ương và của tỉnh đã có, song còn nhỏ giọt, các dự án đều có quy mô nhỏ, tiến độ các dự án triển khai chậm, hoạt động xuất nhập khẩu thiếu tính ổn định. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông khẳng định, khi chính phủ có quyết định nâng cấp cặp cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy-Thiên Bảo trở thành cửa khẩu quốc tế, về phía Trung Quốc đã xác định tỉnh Vân Nam và Châu Văn Sơn sẽ là cửa ngõ số 1 để Trung Quốc vươn ra Đông Nam Á. Do vậy, họ đang tập trung đầu tư mạnh cơ sở hạ tầng như đường cao tốc, đường sắt và các trung tâm hành chính. Tất cả những điều này chứng tỏ tiềm năng cơ hội để khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy vươn lên phát triển là rất lớn. Do đó, trong thời gian tới, tỉnh mong muốn Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục ủng hộ Hà Giang đề xuất với chính phủ đưa khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy vào danh sách các khu kinh tế trọng điểm của quốc gia tổng hợp các ý kiến thảo luận tại buổi giám sát, ông Nguyễn Kim Khoa, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, đánh giá rất cao sự cố gắng, nỗ lực của tỉnh Hà Giang trong công tác xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Những kết quả đạt được của khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy là rất đáng khích lệ. Do đó, trong thời gian tới, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đề nghị tỉnh Hà Giang cần đưa các nội dung liên quan đến khu kinh tế cửa khẩu vào chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, từ đó để đôn đốc triển khai. Đi liền với công tác phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội vùng biên giới chú trọng nâng cao mức sống người dân vùng biên về những đề xuất kiến nghị đoàn sẽ tổng hợp trình lên kỳ họp tới của quốc hội Thưa quý vị và các bạn, nhằm chia sẻ, động viên, đồng thời kêu gọi sự chung tay ủng hộ của cả cộng đồng xã hội đối với những người kém may mắn trong xã hội, đây cũng là dịp để biểu dương, ghi nhận công lao của nhiều người khuyết tật đã vươn lên chiến thắng hoàn cảnh, đóng góp công sức vào sự phát triển của xã hội. Chính phủ đã lấy ngày 18 tháng 4 là ngày người khuyết tật Việt Nam, sau đó Quốc hội đã thông qua luật người khuyết tật năm 2010. Tại tỉnh ta, theo thống kê của ngành lao động thương binh và xã hội, hiện tại toàn tỉnh có trên 6.300 người khuyết tật đang được hưởng trợ cấp những năm qua cùng với sự cố gắng vươn lên trong chính bản thân từng người khuyết tật các cấp các ngành và cả cộng đồng xã hội đã cùng chung tay chia sẻ kịp thời hỗ trợ những người khuyết tật nhờ đó cho đến nay cơ bản người khuyết tật trên địa bàn tỉnh ta đã có những điều kiện thuận lợi để ổn định cuộc sống nhân ngày người khuyết tật việt nam các cấp các ngành của tỉnh đã đến thăm và dành nhiều suất quà động viên người khuyết tật trên địa bàn. Tại thành phố Hà Giang, sáng ngày 18 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông đã đến thăm và tặng quà cho một số đối tượng bị khuyết tật tại xã Phương Thiện và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Tại các địa điểm đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn cộng đồng xã hội cần tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đối với các đối tượng bị khuyết tật. Đến thăm tặng quà cho đối tượng Nguyễn Văn Dạy, thôn Trân, xã Phương Thiện bị khuyết tật bẩm sinh và 12 đối tượng bị khuyết tật đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông chia sẻ với những khó khăn, thiệt thòi của các đối tượng bị khuyết tật, đồng thời mong muốn cả cộng đồng xã hội cần tiếp tục chăm lo chia sẻ với những người bị kém may mắn. Đối với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách cho các đối tượng, dành sự quan tâm chăm lo cả về cơ sở vật chất lẫn tinh thần cho các đối tượng. Mặc dù trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, song tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo và hỗ trợ người khuyết tật có những điều kiện thuận lợi nhất để họ ổn định cuộc sống. Ngày 17 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý đã đi tặng quà cho người khuyết tật tại thành phố Hà Giang nhân dịp ngày khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4. Đến thăm tặng quà cho các đối tượng người khuyết tật Trần Hồng Minh, tổ 12 phường Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Ngà, tổ 16 phường Trần Phú, Vũ Văn Quyết, tổ 1 phường Mỹ Khai, thành phố Hà Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý chia sẻ những khó khăn mà các đối tượng gặp phải đồng thời mong muốn các gia đình đối tượng khuyết tật luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các quy định, quy ước của tổ dân phố, nỗ lực cố gắng phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa tới người khuyết tật, có sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần để họ vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Sáng ngày 17 tháng 4, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã tổ chức họp xét khen thưởng các tập thể cá nhân trên địa bàn tỉnh đã có thành tích cao trong năm 2014. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh đã trình danh sách các tập thể cá nhân đã có thành tích cao trong năm 2014, được đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng. Theo đó, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh nhất trí sẽ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị khen thưởng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì. Huân chương lao động hạng nhì đối với ông Hoàng Trung Luyến, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Huân chương lao động hạng 3 đối với ông Hoàng Long Hính, nguyên chủ tịch hội cựu chiến binh tỉnh, ông Lý Tân, tránh thanh tra tỉnh. Ngoài ra, hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh cũng đề nghị chính phủ tặng thưởng chiến sĩ thi đua toàn quốc, huân chương lao động bằng khen của thủ tướng chính phủ cho 8 tập thể và 44 cá khá nhân khác. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng 6 tập thể đạt cờ thi đua, 262 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng sẽ khen thưởng theo chuyên đề cho 89 tập thể, 136 cá nhân khác. Đây đều là những tập thể cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của tỉnh trong suốt những năm qua cũng như trong năm 2014. Phát biểu tại buổi họp xét danh sách các tập thể cá nhân được khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị thường trực hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh cần ra soát lại chính xác danh sách các tập thể cá nhân được đề nghị khen thưởng nhấn mạnh đến ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng sẽ có vai trò rất lớn trong việc động viên khích lệ các tập thể cá nhân nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao do đó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị các tập thể cá nhân được khen thưởng phải đảm bảo đúng tránh hiện tượng khen thưởng đồng đều riêng đối với những tập thể đề nghị được khen thưởng bên cạnh việc cần phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì từng cá nhân của đơn vị đó cũng cần phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật cũng như quy định của cơ quan đơn vị. Công tác thi đua khen thưởng cần tiếp tục được nghiên cứu đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tế. Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông đề nghị hàng năm thường trực hội đồng thi đua khen thưởng cần có những hướng dẫn cụ thể để các đơn vị xét khen thưởng ngay từ dưới cơ sở. Chiều ngày 17 tháng 4, Chi bộ Ban Dân vận tỉnh ủy tổ chức đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có đồng chí Ly Mỹ Lử, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Ban Dân vận tỉnh ủy đã lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên thường xuyên được quan tâm, công tác xây dựng đảng được đẩy mạnh về cả số lượng và chất lượng các tổ chức hội đoàn thể hoạt động ngày càng hiệu quả, tạo được lòng tin cho cán bộ đảng viên và phát huy được quyền làm chủ trong sinh hoạt. Các tổ đảng, đảng viên đã nỗ lực nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo ban dân vận tham mưu cho ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy xây dựng, ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, đề án. Trong đó, điển hình là quyết định số 1148 của tỉnh ủy về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ qua, tri bộ đã giới thiệu hai quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình đảng và kết nạp lần hai cho một đảng viên, nâng tổng số đảng viên tri bộ lên 21 đồng chí. Với chủ đề đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, Đại hội tri bộ Ban dân vận tình ủy lần thứ bảy nhiệm kỳ 2015-2020 xác định không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của tri bộ, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng tri bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay. Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, đại hội đã thống nhất biểu quyết và tiến hành bầu ban tri ủy tri bộ ban dân vận tỉnh ủy khóa 7, nhiệm kỳ 2015-2020 bầu bí thư, phó bí thư tri bộ khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Vừa qua, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Sèn Chiến Ly, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện việc đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong trường học trên địa bàn huyện Xín Mần. Việc đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong các trường học nhằm tạo điều kiện cho thế hệ trẻ nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn về văn hóa truyền thống của các dân tộc, giúp bổ sung thêm kỹ năng sống, nâng cao ý thức tinh thần đoàn kết gắn bó trong cộng đồng. Hiện nay, các trường học trên địa bàn huyện Xín Mần đã tổ chức những buổi học ngoại khóa để giới thiệu về phong tục tập quán, các lễ hội truyền thống. Học sinh được tham gia vào trò chơi dân gian, các lễ hội, các điệu dân ca, điệu múa của các dân tộc trên địa bàn và do chính các nghệ nhân tại địa phương truyền dạy, giúp cho các em nhận thức nhanh hơn, hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa dân tộc mình qua kiểm tra, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy sen chiến ly đánh giá cao những nỗ lực mà đảng bộ huyện Xín Mần đã đạt được trong việc duy trì và bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần tăng cường vai trò lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và tạo ra sự thống nhất trong các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc bảo tồn giá trị và phát huy truyền thống văn hóa tại địa phương, đề cao vai trò của các nghệ nhân dân gian, người có uy tín trong cộng đồng để họ tham gia với vai trò làm then chốt. Qua đó, đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy trong trường học để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện Xín Mần nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung. Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trúng Thị Chiên làm trường đoàn vừa làm việc với huyện Bắc Quang về quản lý thu chi ngân sách trên địa bàn huyện. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã được nghe huyện Bắc Quang báo cáo về tình hình quản lý và thu chi ngân sách giao Huyện đã chủ động được trong việc giao nhiệm vụ thu và phân bổ ngân sách phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương, xác định được nguồn lực tài chính trong công tác xây dựng kế hoạch và công tác quản lý chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định. Từ đó hàng năm thực hiện thu và chi ngân sách hoàn thành kế hoạch được sao. Bên cạnh đó, cũng còn nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như nguồn vốn đầu tư được phân bổ hàng năm còn thấp Mức phân bổ chi thường xuyên cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Bắc Quang còn chưa đáp ứng với nhu cầu chi phát triển. Cần có điều chỉnh tăng định mức phân bổ ở giữa thời kỳ ổn định ngân sách khi có biến động. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trúng Thị Chiên đề nghị huyện Bắc Quang tiếp tục triển khai đến các xã thị trấn về công tác thu thuế thu nhập cá nhân, công tác thu phí bảo trì đường bộ, tăng cường kiểm tra, thanh tra, đảm bảo công tác thu chi ngân sách theo đúng quy định tập trung tuyên truyền và tập huấn nghiệp vụ cho các chủ tài khoản, đặc biệt là đội ngũ kế toán các xã thị trấn, các khối trường học, quan tâm đến các danh mục đền bù giải phóng mặt bằng, các công trình đã hoàn thành tiến hành thực hiện quyết toán trong thời gian sớm nhất. Ngày 16 tháng 4, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong quý 1, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2015. Nội dung làm việc tập trung vào ba lĩnh vực đó là ra soát và nắm lại tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố, việc cụ thể hóa triển khai các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và kiểm tra kết quả trồng rừng trong thời gian qua. Sau khi nghe báo cáo về các nội dung trên, đoàn kiểm tra đánh giá cao việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong quý 1 của Ủy ban nhân dân thành phố. Về cơ bản, các lĩnh vực đều được Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng có một số ý kiến yêu cầu giải trình thêm và làm rõ một số vấn đề tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực kinh tế, nông lâm nghiệp, tình hình vay vốn, các mô hình sản xuất, vân vân. Về phương hướng nhiệm vụ trong quý 2, đoàn kiểm tra đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo làm tốt công tác trồng rừng, phòng chống cháy rừng, phòng chống các dịch bệnh, đề nghị các ngành làm tốt hơn nữa công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, thành phố cũng có một số kiến nghị với tỉnh về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đề nghị đoàn kiểm tra sẽ chỉnh với tỉnh trong thời gian tới. Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện Mèo Vạc vừa phối hợp với trạm y tế xã Cán Châu Phìn tổ chức triển khai chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình đến vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn. Chiến dịch truyền thông đã thu hút sự tham gia đông đảo của nữ giới trong xã. Tại buổi truyền thông, nữ giới đã được cán bộ và các cộng tác viên dân số tuyên truyền, phát tờ rơi, tài liệu liên quan đến luật hôn nhân gia đình phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các biện pháp tránh thai an toàn hiện đại, kiến thức làm mẹ an toàn, chăm sóc sức khỏe vị thành niên. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân của huyện qua chiến dịch góp phần huy động sự tham gia phối hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể trong việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số, đẩy mạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý vi phạm đối với phương tiện cơ giới đường bộ. Thực hiện kế hoạch liên ngành giữa Công an tỉnh và Sở Giao thông Vận tải Hà Giang về tuần tra kiểm soát, xử lý ô tô vi phạm các quy định về an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường. Lực lượng chức năng Công an tỉnh, Sở Giao thông đã phối hợp tăng cường công tác tuần tra kiểm tra, xử lý chủ phương tiện và lái xe vi phạm về tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, lắp đặt thêm ghế ngồi chở khách theo nghị định 171 NDCP của chính phủ từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 16 tháng 4 đã lập biên bản xử lý tạm giữ 7 ngày đối với 17 trường hợp xe ô tô vi phạm, yêu cầu chủ xe tự cắt bỏ, tháo rỡ phần vi phạm, sau đó đến trạm làm thủ tục đăng kiểm và đến phòng cảnh sát giao thông xử phạt hành chính. Hiện tại đã có 2 trường hợp khắc phục xong vi phạm, nộp kho bạc nhà nước 14 triệu 200 nghìn đồng. Số còn lại đang chờ giải quyết theo quy định của pháp luật vào ngày 15 tháng 4 vừa qua, nhận được tin báo của người dân, lực lượng kiểm lâm huyện Vị Xuyên phối hợp với các ngành liên quan tiến hành thu giữ một số thanh gỗ nghiến vô chủ đang bị cất giấu trong rừng thuộc địa phận thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên. Qua thu giữ và tiến hành đo đếm của lực lượng kiểm lâm huyện Vị Xuyên cho biết, số lượng lâm sản này có khối lượng là 0,528 mét khối do các đối tượng lâm tặc đã tự ý khai thác trái phép và cất giấu trong rừng chuẩn bị đem đi tiêu thụ nhưng đã bị nhân dân phát hiện và báo cho lực lượng chức năng. Để tiếp tục làm rõ vụ việc, lực lượng kiểm lâm và các ngành chuyên môn tiếp tục điều tra, tiến hành xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống, sách đóng vai trò rất quan trọng, sách không chỉ mang lại cho con người nguồn tri thức vô tận mà đôi khi còn là sự chia sẻ thầm lặng. Do đó, đọc sách là một nhu cầu thiết yếu của mọi người, không phân biệt tuổi tác hay nghề nghiệp nhằm nâng cao ý thức của người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên về giá trị và tầm quan trọng của việc đọc sách. Ở nước ta, ngày 21 tháng 4 hàng năm được chọn là Ngày sách Việt Nam và UNESCO đã chọn ngày 23 tháng 4 là Ngày sách và Bản quyền thế giới. Bàn về văn hóa đọc sách trong thời đại ngày nay, tác giả Nguyễn Tâm và Quang Tuyên đề cập. Việc duy trì và phát triển văn hóa đọc có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người thông qua đọc sách sẽ giúp khắc sâu thêm những kiến thức đã được học đồng thời tìm hiểu khám phá thêm được nhiều điều mới tuy nhiên trong những năm gần đây thói quen đọc sách của mọi người nhất là giới trẻ đang bị thách thức bởi sự phát triển của các phương tiện điện tử cũng như sự ra đời của các trang mạng xã hội nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách hiện nay Tại các trường học trên địa bàn tỉnh đều có phòng thư viện, phòng đọc với đầy đủ các loại sách phù hợp với kiến thức, lứa tuổi của các em học sinh như những cuốn sách nâng cao, sách tham khảo cho từng môn học, những cuốn tiểu thuyết hay những cuốn truyện tranh hấp dẫn, thú vị và phù hợp lứa tuổi. Khi được hỏi về tầm quan trọng của văn hóa đọc, em Dương Ngọc Mai, học sinh lớp 8C, trường Trung học cơ sở Lê Lợi thành phố Hà Giang nói: thì ngoài việc học trên lớp thì em cũng có đọc nhiều loại sách và sách thì rất là nhiều loại mà như chúng ta đã biết sách chính là nguồn tri thức của loài người giờ em thì đọc những loại sách như là sách ngữ văn thì cung cấp cho cho em những kiến thức những bài văn hay giúp em áp dụng vào trong những bài văn của mình Hiện nay, việc đọc sách không chỉ có tại các trường học mà ngay tại các cửa hàng sách hay thư viện, chúng ta có thể dễ dàng thấy văn hóa đọc sách vẫn được duy trì và phát triển mạnh mẽ, nhất là vào những giờ tan tầm hay những ngày cuối tuần, lượng người tìm đến các cửa hàng sách để đọc và mua sách khá đông. Tại đây, không khó để bắt gặp những ánh mắt chăm chú say mê với sách báo không phân biệt lứa tuổi hay giới tính. Em Trần Hải Dũng, học sinh lớp 11 Lý trường Trung học phổ thông chuyên Hà Giang cho biết ngoài việc học tập ở trên lớp và cũng như cái thực hiện các hoạt động ngoại khóa thì em cũng hay đến thư đến thư viện tỉnh để chọn và đọc tài liệu, các tài liệu liên quan ạ và việc đó là bổ trợ cho việc học của em rất nhiều ạ em hay đọc những cuốn sách khoa học và đặc biệt là em tìm đọc những cuốn sách vật lý và phù hợp với chuyên ngành em đang học và thứ hai nữa là em cũng tìm những quyển sách văn học để bổ trợ cho môn ngữ văn của mình ạ có thể khẳng định dù trong thời đại ngày nay có rất nhiều hình thức, phương pháp để nắm bắt thông tin, tuy nhiên đọc sách vẫn luôn là nhu cầu không thể thiếu của nhiều người và việc đọc sách cũng không chỉ dừng lại ở chỗ tiếp thu kiến thức mà còn là một trong những cách để hoàn thiện bản thân hơn bởi lẽ văn là người. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh truyền hình Hà Giang. Chương trình đang được phát sóng trên tần số 100 và 103,2 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với sự quan tâm của các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, công tác chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hà Giang ngày càng tốt hơn, đời sống của người khuyết tật được nâng lên rõ rệt cả về vật chất lẫn tinh thần. Ghi nhận của phóng viên Vương Giang và Hà Toản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trung tâm Công tác xã hội Trẻ em tỉnh Hà Giang hiện đang chăm sóc và giáo dục chuyên biệt cho 29 trẻ em khuyết tật với 3 lớp gồm lớp khiếm thính, khiếm thị và lớp phục hồi chức năng. Trung tâm luôn quan tâm và duy trì tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, đảm bảo chế độ dinh dưỡng cũng như điều kiện sinh hoạt hàng ngày cho các cháu. Hàng ngày, công tác khám điều trị y tế và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho trẻ khuyết tật đang được đào tạo luôn được đội ngũ cán bộ giáo viên quan tâm. Cùng với đó, trung tâm cũng chủ động hướng dẫn các gia đình trẻ khuyết tật phương pháp luyện tập tại cộng đồng. Việc chăm sóc trẻ em khuyết tật tại đây không chỉ đòi hỏi trình độ chuyên môn mà còn cần có sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao với nghề cũng như tình cảm của cán bộ giáo viên dành cho các trẻ em khuyết tật. Nhận xét về sự quan tâm của các cán bộ ở trung tâm, em Lý Văn Dế, học sinh lớp khiếm thị, trung tâm công tác xã hội trẻ em tỉnh Hà Giang nói. Em được vào hội trung tâm, em rất vui để được các cô chăm sóc, được người với bạn bè. Khác với trung tâm công tác xã hội trẻ em tỉnh, bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng lại có những đặc thù chuyên biệt. Bên cạnh việc khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, bệnh viện cũng là một trong những điểm sáng của tỉnh về công tác chăm sóc, điều trị bệnh cho người khuyết tật. Bằng những nỗ lực cố gắng và sự nhiệt huyết và tình cảm dành cho bệnh nhân, bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh luôn là địa chỉ. Y tế tin cậy đối với các bệnh nhân khuyết tật. Bệnh viện có 73 cán bộ y bác sĩ, 7 phòng bệnh, 28 khoa lâm sàng và 10 khoa cận lâm sàng với 80 giường bệnh. Người bệnh khi điều trị tại đây luôn được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện quan tâm chăm sóc, đặc biệt là các cháu nhỏ. Hàng năm bệnh viện thường xuyên tổ chức các đợt khám, xét nghiệm tại các xã phường thị trấn để sớm phát hiện những bệnh di truyền để tìm ra phương pháp điều trị. Trong quý 1, bệnh viện đã khám và điều trị cho 651 lượt bệnh nhân, trong đó bệnh nhân điều trị nội trú là 238 người, chủ yếu là tại các khoa Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, khoa nhi. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng được Sở Y tế quan tâm, trang bị nhiều máy móc phương tiện kỹ thuật hiện đại vào điều trị và chăm sóc cho người khuyết tật. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hải Yến, Giám đốc bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Hà Giang cho biết trong những năm qua thì bệnh viện cũng được sự quan tâm của sở y tế nên về mặt trang thiết bị thì cũng được đầu tư cơ bản đến nay chúng tôi đã có trong tay các cái trang thiết bị đáp ứng đầy đủ các cái cái nhu cầu để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật ngoài ra thì bệnh viện chúng tôi cũng đã đào tạo các cái cán bộ nguồn lực cán bộ về tương đối là bài bản và có tính chuyên khoa sâu để tổ chức các cái hoạt động cho chăm sóc cho người khuyết tật Hiện tại trên địa bàn tỉnh có trên 6.300 người khuyết tật đang được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng. Công tác trợ giúp người khuyết tật luôn được các cấp các ngành quan tâm, đặc biệt là các hoạt động trợ giúp như hỗ trợ, chỉnh hình, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe và trợ cấp hàng tháng. Ngoài ra, người khuyết tật còn được tạo điều kiện học văn hóa, học nghề và tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, trong thời gian qua, nhiều tổ chức người khuyết tật ở các cấp được thành lập. Cùng với đó, công tác tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác người khuyết tật của tỉnh, 11 huyện, thành phố và hội người khuyết tật cũng được quan tâm. Khi được hỏi về việc thực hiện chế độ chính sách đối với người khuyết tật, ông Phạm Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang nói. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận về giáo dục, thứ nhất thứ hai nữa là sẽ tiếp cận các cái chế độ chính sách của đảng và nhà nước đặc biệt là cái chính sách về dạy nghề tạo việc làm để cho người khuyết tật có thể hòa nhập cộng đồng và đặc biệt là chúng tôi sẽ hỗ trợ các cái tổ chức tự lực của người khuyết tật Ví dụ như là hội người khuyết tật của tỉnh, hội người khuyết tật của cấp huyện là tổ chức các cái hoạt động để tự bảo vệ quyền lợi của mình đồng thời là động viên người khuyết tật trên địa bàn tỉnh tham gia các cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ của các ngành các cấp trong công tác chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật trong xã hội đã giúp đời sống của người khuyết tật được nâng cao hơn. Với sự cố gắng vươn lên của bản thân và sự giúp đỡ của cộng đồng, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh đã vượt qua mặc cảm, khắc phục những khó khăn trong hoạt động sản xuất cũng như trong các hoạt động xã hội. Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng Bộ Tỉnh Hà Giang lần thứ 16 hôm nay, chúng tôi tiếp tục phổ biến phần những thành tiệu đạt được về xây dựng nông thôn mới và sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp của dự thảo báo cáo chính trị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Những thành tiệu đạt được về xây dựng nông thôn mới. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, bài bản, có trọng điểm với cách làm sáng tạo được Trung ương đánh giá cao như việc thành lập ban chỉ đạo chương trình từ tỉnh đến cơ sở do người đứng đầu cấp ủy làm trưởng ban thành lập cơ quan chuyên trách văn phòng điều phối nông thôn mới cấp tỉnh gắn xây dựng nông thôn mới với xây dựng làng văn hóa du lịch thực hiện chương trình quy tụ sắp xếp ổn định dân cư đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị phát huy tối đa nội lực trong nhân dân với phương châm dễ làm trước khó làm sau việc không cần nhiều tiền làm trước việc cần nhiều tiền làm sau tạo ra phong trào sâu rộng và sự đồng thuận cao trong toàn xã hội qua 4 năm thực hiện chương trình, đã huy động được trên 2.919 tỷ đồng, trong đó có trên 409 tỷ đồng được huy động từ doanh nghiệp và đóng góp của cộng đồng. Hoàn thành quy hoạch đề án tại 100% xã, hạ tầng kinh tế kỹ thuật nông thôn được cải thiện khá rõ. Công tác khuyến nông, dạy nghề, tập huấn cho nông dân được duy trì. Cơ giới hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp có bước tiến đáng kể. Hình thành mới 864 tổ hợp tác sản xuất, các nhân tố mới, mô hình điểm cách làm hay được kịp thời tổng kết và nhân rộng như mô hình nhà sạch vườn đẹp, đầu tư có thu hồi để tái đầu tư, thôn tự chủ tự quản, phong trào huyến đất xây dựng cơ sở hạ tầng. Khu vực nông thôn có nhiều thay đổi, tính chủ động sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu của người dân được nâng lên. Đến nay có 9 trên 176 xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 30 xã đạt trên 9 tiêu chí, 50 xã đạt trên 7 tiêu chí toàn tỉnh đã xây dựng được 11 làng văn hóa du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới. Quy tụ sắp xếp ổn định được 4.609 hộ về sống tập trung, đạt 100% nghị quyết. Về sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, sản xuất công nghiệp có bước đột phá khá rõ nét, đóng góp đáng kể vào thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 ước đạt 3.923 tỷ đồng, tăng 3 lần so với năm 2010, đạt 196,2% nghị quyết. Công nghiệp khai khoáng đã từng bước chuyển từ khai thác, bán nguyên liệu thô sang chế biến sâu. Xây dựng mới được 10 nhà máy chế biến khoáng sản vừa và nhỏ, trong đó có một số nhà máy đã đi vào hoạt động. Khu công nghiệp Bình Vàng giai đoạn 1 cơ bản được lấp đầy. Công tác cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản được quản lý chặt chẽ. Đã đưa vào quy hoạch 215 điểm mỏ, không đưa vào quy hoạch đối với 175 điểm mỏ phân tán nhỏ lẻ. Thu hồi 5 giấy phép hoạt động khoáng sản Hiện toàn tỉnh có 59 dự án được cấp phép khai thác khoáng sản, 7 dự án đang tiến hành thăm dò. Công nghiệp thủy điện tiếp tục được đầu tư đạt hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 46 dự án thủy điện trong quy hoạch với tổng công suất lắp máy 774,8 MW. Trong 5 năm đã hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác 13 nhà máy với tổng công suất lắp máy 328,9 MW, nâng tổng số nhà máy hoạt động trên địa bàn lên 24 nhà máy với công suất 407,7 MW sản lượng điện phát ra đạt 1.410 triệu kWh. Công tác quản lý cấp phép đầu tư được thực hiện tốt, cho chủ trương thu hồi 11 giấy phép hoạt động thủy điện, đưa ra khỏi quy hoạch 27 dự án thủy điện hiệu quả thấp. Hệ thống lưới điện nông thôn tiếp tục được đầu tư, tỷ lệ hộ được sử dụng điện toàn tỉnh đạt 83,3%. Công nghiệp chế biến có bước phát triển. Một số cơ sở chế biến nông lâm sản thực phẩm đã đầu tư dây chuyền, thiết bị, công nghệ tiên tiến, sản xuất có hiệu quả sản phẩm đạt chất lượng được thị trường chấp nhận. Công tác khuyến công dạy nghề, cấy nghề được quan tâm. Các ngành nghề như bảo quản và chế biến nông lâm sản, mây che đan, dệt may, cơ khí nhỏ, sản xuất nhạc cụ truyền thống được đầu tư khôi phục phát triển, gắn với hình thành các làng nghề, hợp tác xã thủ công nghiệp đã mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội thiết thực. Tính đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 28 làng nghề được công nhận, đạt 100% nghị quyết. Chúng tôi vừa trình bày phần những thành tiệu đạt được về xây dựng nông thôn mới và sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp của Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng Bộ Tỉnh Hà Giang lần thứ 16. Trong chuyên mục này ngày mai, chúng tôi sẽ giới thiệu phần tiếp theo của Dự thảo Báo cáo, những thành tiệu đạt được trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Mọi thông tin góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh xin gửi về Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang, tổ 8 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang mục quảng cáo trên sóng phát thanh. Chi nhánh Việt Theo Hà Giang xin trân trọng thông báo, từ ngày mùng 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2015, Việt Theo triển khai chương trình khuyến mại dành riêng cho khách hàng đăng ký dịch vụ internet cáp quang tốc độ cao, gọi tắt là FTTH theo đó, quý khách hàng đăng ký sử dụng Internet băng thông lên đến 8 megabit trên dây chọn gói chỉ 165.000 đồng một tháng. Đặc biệt, khách hàng đăng ký mới sẽ được tặng 12 tháng cước sử dụng dịch vụ truyền hình tương tự chất lượng cao với 60 kênh truyền hình đặc sắc. Ngoài ra, Viettel cũng triển khai chương trình khuyến mại miễn phí của gọi 10 phút và truy cập Internet miễn phí trên di động cho các khách hàng đăng ký hoàn mạng dịch vụ di động trả sau. Mọi thông tin chi tiết kính mời quý khách hàng đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc gọi số 02196250178 để được hỗ trợ. Hãy đăng ký và trải nghiệm dịch vụ của Viettel để tận hưởng nhiều giá trị ưu đãi và hữu ích từ công nghệ hiện đại. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Bản tin dự báo thời tiết. Bản tin dự báo thời tiết. Đêm 18 ngày 19 tháng 4 năm 2015, khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C, độ ẩm trung bình 68%. Khu vực di tích quốc gia dụng bậc thang và vùng đất đất phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C, độ ẩm trung bình 68%. Khu vực vùng núi thấp, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C, độ ẩm trung bình là 72% quý vị và các bạn thân mến chương trình của đài phát thanh truyền hình tỉnh hà giang tới đây cũng xin được khép lại chương trình do thế biên biên tập cùng các phát thanh viên xuân tình thu hiền nguyễn hùng và kỹ thuật viên lan phương phối hợp thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe xin kính chào và hẹn gặp lại